Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Thành Lương. Trước khi trả lời thì tôi xin phép được đính chính là VPF không cấm Hòa Anh Gia Lai ký hợp đồng với đối tác tài trợ. Và các anh đã biết là trong cái công văn số 16 ký ngày 18 tháng 1 gửi cho cho câu lạc bộ Hòa Anh Gia Lai thì chúng tôi cũng chỉ có yêu cầu là câu lạc bộ Hòa Anh Gia Lai không được khai thác ngành hàng nước tăng lực. Đây là cái ngành hàng mà cũng đã được độc quyền và cũng đã được quy định rất là rõ trong điều lệ của giải đấu năm nay. Thì chúng tôi cũng chỉ xin khẳng định một vấn đề là hiện tại hợp đồng của VPF với cả Sâm Ngọc Linh Con Tum là có thời hạn đến hết mùa giải năm 2024. Là VPF chúng tôi tôn trọng cái hợp đồng nhưng đưa các cái điều khoản đã ký với nhà tài trợ. Thì chúng tôi cũng rất là đồng ý với cái cách đặt vấn đề của bạn. Cái vấn đề đó thì thực sự là không ai mong muốn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong 1-2 ngày tới đây thì cái vấn đề đàm phán của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai với đối tác sẽ đạt kết quả tốt. Và mọi vấn đề cũng như là các đội bóng tham dự giải cũng sẽ được theo như đúng cái kế hoạch cũng như là cái tiến trình đã đề ra. Về hiện nay thì tôi cũng xin trả lời câu hỏi này. Về hiện nay thì đối với Sông Lịch Công Tôn Ca Năm cũng như đang vượt với chúng tôi cũng đã ký hợp đồng với VPF trong một cái thời hạn là 3 năm. Vì vậy thì trong cái hiện tại thì chúng tôi đang tập trung nỗ lực phối hợp cùng với VPF làm sao để tổ chức cho ba mùa giải này thành công. Còn trong trường hợp mà tài trợ cho câu lạc bộ thì chúng tôi chưa có cái chủ ý này.